cay cay, chị à em đây quá cay. Cay giói to như cột đình mà bị thầy phang như máy xay. Bao hôm nằm vùng tính kê mất công, thế nhưng hôm nay lại bị nghiệp quật cả hai cho nát mông. Đừng khóc nữa em à, tính tiếp đi mà, chẳng nhẽ mây đưa lại phải thất bại vậy sao? Chúng ta đông mà, uống nước đi nào, rồi sẽ có cách tiếp mà. Phía kia có chuyện gì thế mấy đứa? Ồ chúng nó đang giật đồ thăng quân. Mấy đứa kia trong phim em à, chúng nó không liên quan đâu ạ. À, vậy sao ngang nhiên làm cả? Đứng im hai thằng ngựa non háu đá, cô lao ghê giật đồ cơ á. À, chính thức tuyên bố cho hai mày, không có ai xung quanh khu này, chứ tao được bắt nạt Tuấn. Mày dám ăn hiếp tao, có gan làm một cuộc hẹn vào chiều ngày mai cho biết nhau. Anh tao chẳng để yên như thế đâu, cứ yên tâm đi bọn mày mà gặp thì răng môi lẫn nhau. Sợ quá mấy em mà, thóc đi trêu gà. Ok luôn mày, hẹn đúng ngay chiều mai. Nói với anh mày, chớ có trốn chạy, giờ cho 3 giây biến mày. Tính sao bây giờ chị ơi khó đây, thấy bất an giờ làm sao đây? Mấy đứa không nên lo cho chị, mấy đứa cũng đâu liên quan gì. Chiều mai chị đi một mình. Miss Wayne International 2023. Quấn điện. Thế anh của chúng mày đâu? Uh-huh.